đi lượm đồ bỏ tùm lum hết rồi ra bà về. Cái nhà này là mình xây lâu chưa cô? Cái nhà này cho tiền cô ơi, cho tiền rồi mượn đâu dài 8 triệu rồi cất đó. À, là cất được bao nhiêu năm rồi cô? Cũng mười mấy năm à. Mười mấy năm à. Cô tên gì? Cô tên gì cô? Tên Na. Cô Na. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 62 tuổi rồi. 62 tuổi. À. Mình có làm gì không? Ở nhà có làm gì cô ơi, đâu có đất vườn đâu làm gì, mướn mặn gì mặn nấy. Ai mướn gì là làm đó? Mướn gì mặn nấy mà lúc về mà không nổi. Sao con thấy trong nhà nó bỏ toàn có quần áo rách chứ thứ ở đâu mà nhiều thế này? Đó, ta cho vô nó bỏ rồi vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là con thấy là trời nhà nhìn nó cũng ngập tràn hết cả, giống như là ve chai ve đồ đủ thứ trò ở trong này. Ba cái này thì có con cháu mà chợ nó đem về đó. Ừ. Nó thấy gì đó mà đó. Ai thường hay ngồi chỗ này không? Thấy cái ghế này giống ghế của nó đó. Cái ghế con này nè. Không, cái thằng cháu cô là giờ đi đâu rồi? Nó bị bệnh gì cô? Con có vô trong đấy được không? Cô vắt cái mền này cho con vô tí được không? Ở cái nhà con thấy bỏ đủ thứ rồi, nhà thì nhỏ mà bỏ đủ thứ này trong này ta. Cô vắt cái mền này lên được không cô? Đang nằm ngủ à, trời ơi trong này cũng ô cha. Trong nhà hình như cái gì có ở trong trời. Nó bỏ tùm lum hết tầng cậu ơi. Cái mền này, ô cha, cái mền giống ở kiểu chi dậu 545 thôi. Đó, đụm chờ đi chờ xèo vậy đó. Ôi trời. Cái này nó rột lắm hả cô? Dạ. Nhà này rột lắm hả? Dạ. Trời ơi, con thấy nằm vậy sao nằm trời. Đi con. Có tháo cái màn này được xuống cô? Ngủ xuống thì sao giờ cậu ơi. Ngủ xuống thì sao giờ. Ôi trời. Cái này hay đi bán cái sốt nó lụm rót lên. À. Sao cũng đi nhặt đủ thứ trò vậy, sao dọn dẹp cho nó sạch chứ để vậy nhìn. Trần Thịnh nó lụm nó bỏ tùm lum hết rồi. Mấy cái này toàn đồ. Là bé này là bị ấy đấy cô? Này nó bị. Trời ơi, con thấy là chén bát này, nồi niêu này. Các bạn nhìn. Trời ơi, căn nhà mình không hiểu nổi. Và là tất cả cái gì mà nhặt được là mang về là cứ mang thôi. Đi con, ra đi. Ôi trời. Dưới này có xuống được không cô? Ra được. Ui trời. Dưới này có điện không ta? Ui khéo té. Ôi sao mà ve chai thứ nó nhiều thế này cô? Nó không chịu bán cậu ơi. Là để nó chịu bán. Cứ mang về chất ở nhà về lỡ mày nó cháy nổ thì làm sao? Đồ chơi đồ nó thấy tùm lum hết trơn mà nói không được thôi là. Là ai ai là người nhặt cái này về cô? Người ta cho gạo đó, tưởng đâu gạo nguyên ai là gạo mốc. Gạo hư rồi này. Hả? Gạo hư, gạo mốc trong đó rễ. Nhà mình nấu ăn ở đâu cô? Cái lớn đãi nấu ăn cho bỏ hủ. Mình đi đường này hả? Đi đường này hả? Được, có đi ngày tôi ra được. Nó bỏ tùm lum hết trơn cậu ơi mà không dám nói kìa. Nó chửi nó quánh rồi nó hay. Con gương giống gì nó cũng lên hết. Củi mình không nấu mà sao mình chất về nhà nhiều cô? Dạ, củi sinh ra về nấu cơm cậu ơi. À, con thấy chất từ đầu ra đúng không? Từ sinh đó. Sinh với người ta chất lên ăn trộm. Đây là thấy là chất từ ngoài cửa cho đến ra vào trong nhà mà chất xung quanh nhà lắm mà nó cháy một phát là giống là mình đang chứa củi để mình đốt cái nhà này sao chứ? Mình không có chỗ chất phải chất để đi dành nó nấu. Mình nấu hết rồi mình không lấy tiếp. Cái này con nấu chắc 10 năm chưa hết nữa. Người ta cho đó cậu. Rồi đợi bữa cái nó chắc để lên. Trong nhà này. Đây là chỗ này là tắm giặt thứ ở đây hả? Dạ, tắm ở đó đó. Chà mẹ. Thấy loằng quằng quá trời. Nước là không có nước, hồi nãy kêu có nước máy nước. À, cô có mấy người con cô? Dạ. Cô mấy người con? À, bốn người con là có chồng vợ hai đứa rồi, cộng hai đứa nhà. Vậy đó. Là giờ cô này, cộng mấy hai người em, bao nhiêu tuổi? Hai người. Có thằng em đó, đứa con em đó, năm 9 tuổi đó. 29 tuổi hả? Nó năm 9 tuổi. Năm 9 đó. Còn tôi con gái lớn rồi là sao 46 tuổi à? Không, mẹ con đang nói là nhà hai cái người mà ở cùng với cô á. Đứa 46 tuổi, đứa 25 tuổi. Ồ, cái anh đó bao nhiêu tuổi? Anh ngoài 25 tuổi đúng không? Dạ. Còn người thì bán số là bao nhiêu tuổi? 46 tuổi. 46 tuổi. À. Còn cái đứa bé ở trong nhà là bị tâm thần hả? À? À, 13 tuổi đó. À. Con thấy sao nhà mình chất đủ thứ trò trong cái nhà này. Gọi là từ củi này. Đợt mở hoa thì chắc chỉ dành chống. Trời ơi, này lão mày nó cháy một phát rồi không biết đường nào mà chạy luôn á. Chậm cũng kéo gái trong thôi nha, ta không cho nữa. Này chỗ này là tắm giặt ở chỗ này đấy hả? Dạ. Tắm chỗ đó đó. Chỗ này là làm đồ ăn đó thứ hả? Dạ.
Nước, nước này lấy đâu ra đây cô? Nước đấy này thầy coi. À. Nó đi học điện cái cho cái măng tưa rồi bơm lên xài. À. Trời ơi, thấy trong nhà gì mà chất đủ thứ này phải dọn dẹp cho nó sạch chứ để vậy đâu được. Cô này rồi, đi không? Con đi vào đường này cô. Con đi vô đây đi đường này nè cô. Để cho bạn. Trời ơi, củi này, củi mà chất này là kiểu này này. Đem ở chỗ chất rồi nó cho ăn đạo cái rồi cho ôm vô chất rồi từ chậm. Nấu ăn ở đây luôn hả cô? Dạ. Trời ơi, nấu ăn ngay kế đống củi lắm mà nó cháy nhà sao? Nấu ăn chỗ đó. Chỗ này cũng nấu này, gọi là bà chỗ nào nấu chỗ đó luôn. Nha. Này, nó ăn kế bên đống củi này, lỡ mày nó cháy nhà cái sao này. Chặt quá giờ không có cái bếp đâu ơi, như vậy đó. Nhà con thấy là rộng chứ không phải là chật đâu, nhưng mà có điều là mình bỏ nhiều đồ quá đây này. Rộng gì nó rộng vô rồi bỏ không dám nói. Thùng phi này. Thằng tài lớn nó hùng dữ quá, để gì để không dám nói cho nó đánh cậu ơi. Ra viên rồi về nó cũng quậy. Sao lại nhà mình mà lại sao lại để cho người ta mang đồ vào trong đây để vậy? Nhà con thấy quá trời đồ luôn này. Hai cái này nó cũng xin của ai cũng biết bỏ đó. Mấy cái này đồ rồi đâu xài được đâu mà. Cái này xài không được đó. Rồi nó mạnh nó mua được cái tủ lạnh đó. Để đó. Ui, đồ ăn này không biết có ăn có bị đau bụng không? Ba cà phê nó lụm nó đã uống được cái lụm để đó đó. Nhà thì con thấy rộng nhưng mà bỏ quá nhiều đồ đi. Chất kiểu này là lỡ may mà nó cháy nhà một phát là không biết như nào. Khủng khiếp. Những cái này không ăn được thì đổ đi sao để đây ra. Đổ nó tội cậu ơi, nước lớn cái đãi. Đổ đi. Thì cái này mà đãi để lấy ăn á, lấy để mà lấy cái hột nào ăn á, cái này sao ăn được nữa? Đổ thì nó ủ. Gạo này thối hết rồi. Sợ. Ăn rồi mang bệnh á. Giờ sẽ cho quần áo. Cái bao mà không nền nhà này. Trong này có điện không cô? Dạ. Trong này có điện không? Có. Cô bật dùng con không điện được. Nó làm nó hay. Này, nhà này các bạn. Nó làm được đó. Vô điện rồi nó câu cơ ơi. À. Thấy đồ đạc cái nào không xài thì bỏ đi. Trời ơi, con thấy gặp tràn rác nhà ba bốn người chứ đâu phải một người đâu trời. Này gom mà bán đi chứ để giữ giống kiểu tích trữ để chứa này đó nó chừng nào mà có giá mới bán, có 2-3 ngàn nó không bán. À. Giờ mới thấy đó. Giờ mới thấy sùm lum đó. Đó. Nó đi được có đi coi. Rồi, cái này còn ăn được không? Để đây đi. Ba con nó được một vài, nó cậu ơi, nó mới ăn được không biết nữa. Phê, quần áo này, này rồi rẻ rách này rồi. Còn nói chung cũng y chang một cái nhà rác rồi đó. Cái này nhỏ chữ mạnh rồi nó che đó, nó làm đó. À, nói chung là không có lối đi luôn. Làm không nổi, nó làm như làm chứ không có nói đâu ơi. Làm được làm. Mấy cái đó vậy ai bỏ biết cái gạo này giờ cô đổ đi này. Gạo không dám đổ. Cô sang đây đứng cho con hỏi đi. Nước lớn rồi trà nấu ăn. Dạ. Cô sang bên này đứng đi. Đổ rồi đó, này sao mình không dọn cô? Sao là do mình lý do là sao mình không dọn cái nhà để cho sạch? Ba cái này ba cái chai được không mà nó là có 1.000-2.000 nó bán. Trời con thấy này rẻ này rồi bắt đầu là 1.000 nó bán. Rồi cô đi trên đất nữa chứ. Bán bớt đi cho sạch sẽ, còn thấy nhà này mằng nhện, mằng đồ, thứ quá trời luôn. Đây là phòng ngủ đây đúng không? Dạ, ngủ đó. Đấy, đi lên cái phòng ngủ xem. Ngủ đó. Ngủ này các bạn. Đồ giặt thì ta cho, cái nó bỏ trong cái vào để đó. Cái màn này chắc là nó cái màn là rách nhất thế giới quá. Rồi, mấy cái này có ăn được không đưa mà để này. Nó ăn hôm qua gì đó bỏ đó cậu ơi. Trời ơi, cái gì ổi này, rồi, nước này. Lùm hết rồi, cái đậu đó vậy nó ăn. Nước này, gọi là ăn chỗ nào là. Con nhỏ nó lụm được. Gọi là ăn chỗ nào là để chỗ đó luôn. Nó ăn mặn, mua được cái tủ lạnh đó. Cô nó đi đâu rồi? Con thấy mền mùng sao nó rách nát hết rồi cô. Dạ, cô đâu có tiền rồi mua cái mới. Cô kéo cái này lên thử xem cái giường trong ngủ, trong này ngủ như thế nào. Hai cái. Cô lột hẳn cái màn lên được. Quần áo nó bỏ tùm lum hết rồi. Cô dám trời nói đâu, cái này cũng đang thân, cái này cũng đang thân, hai cái đưa ra ngủ. Cô lột hẳn này lên được. Mấy cái này không xài được nữa, cũng để đây, không biết là mình chỉ 4-5 cái tivi. Thế lụm về để đó, dụm về để đó à, còn 2-3 cái xài được. Cái chỗ ngủ đây đúng không? Tối là mấy người ngủ ở đây? Tối là 4 người ngủ đây luôn. 4 người nằm đây ngủ luôn? Nằm luôn. Dồn hết đây, cái thằng đó thì nằm trong vách, còn lại mai nằm ngoài này, nằm hết ngủ luôn. Chỗ này con thấy sao mà nằm trời? Này, nhìn nó đen thầm lòm á.
Rồi mấy cái này không biết ở đâu mà cũng nhặt về để trong nhà này. Nó lượm đó rồi nó keo đó à. Đi chọc nó không chịu. Nó để con keo con chơi. Khủng khiếp. Mấy này không ăn được nữa thì bỏ đi, trời ơi. Gầm giường từ đầu đến đuôi, nói chung là căn nhà nó cũng dài cũng sáng, rộng mà. Sáng thì dọn dẹp thấy mồ hết cỡ, sáng tôi dọn sao. Nhà thì đến chục cái tivi á. Nhưng mà chắc không cái nào xem được quá. Cô này là bao nhiêu tuổi cô? Là 13 tuổi. Con nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi á? Con tên gì? Tí. Tí hả? Con không đi học à? Sao không đi học? Bệnh hả? Là bệnh làm sao con biết không? Vâng. Đá banh hả? Mày cẩn thận. Thì đá banh hả? Không có, nó không có đá banh. Nó học nó dở làm sao mà té chạm cái gì trên gương. À, có nghĩa là giờ đi học không được luôn. Hồi đó nó có đi học. Rồi nó dở cho té chạm. Nó có tiền, có 40 triệu thôi đi lên thành phố á. Vì trên đấy lại nó có 40 triệu thôi, đâu có tiền. À. Không chịu luôn. Đi xin thuốc cho nó uống vậy. Vậy là bị té nhưng bị chạm dây thần kinh. Té. Rồi đi thấy nó la quá chừng cái đi nằm bộ não đó. Nó chạm hai dây thần kinh. Nó khùng luôn. Trời ơi, con thấy này, chỗ này không biết cái gì đây này. Gọi là không thiếu cái thứ gì trong nhà luôn. Này chắc là xem cô xem sao, ví dụ dọn dẹp bán bớt đi chứ để vậy nó mũi mỏng, con thấy con ngồi đây mà con thấy long quăng rồi mũi mỏng rồi bắt đầu đủ thứ nó bay tùm lum hết. Chừng nào đám thì dọn dẹp sạch sẽ thôi. Thấy trong nhà bỏ quá trời đồ, quá trời rác luôn. Quần áo này đâu không xài nữa thì cũng gom bỏ đi. Nó điện tùm lum hết rồi. Cái đường nè, vậy là chồng cô mất à? Dạ mất rồi, cái chữ thằng đó đó. À, mất lâu lắm rồi. Vậy bây giờ là hai người con của cô đi bán vé số. À, một đứa bán vé số. Bán vé số rồi đó. Còn cậu con trai làm gì? Thằng trai thì nó, cái chồng nó kinh, bây giờ mình nên. Không, cái cậu đang làm ngoài đây này, là cậu đấy. Thì nó bằng phái nào bắt tân, không có nghề cô ơi. Nó nghỉ học, còn nó bằng tùm lum bắt tân á. Hôm nay 25 tuổi đúng không? Con thấy nhà con thấy là nó cũng rộng rãi này, nếu mà này mà nếu mà dọn dẹp sạch sẽ thì nó cũng đâu đến nỗi nào đâu. Nó bỏ tùm lum hết trơn. Con thấy nó dột lắm à cô, sao mà che bạt nhiều thế? Thì đó nó dột coi. Dột. Sao con không đi học con? Bệnh hả? Con muốn đi học không? Không muốn đi học luôn hả? Đi học sao bạn bè nó trêu à? Bạn bè nó có trêu con không? Không hả? Sao lại không muốn đi học? Phải đi. Biết cô đủ luôn. Là thường hay la như thế nào cô? La sao không? La sao, la chú nghe coi. Cứ la vậy hả? La hoài, la giết cái cô đủ luôn. Uống hoài mà không hết. Đấy, nhà này em chết rồi. Mấy cái này chắc không có nào xài được luôn. Lụm về chai mà chợ gì nó thấy đó, bữa bán nó không chịu bán thì thôi. Thế trời đừng bỏ tùm lum thôi, tôi cũng nói coi. Là con nó cứ la vậy đấy hả? La hoài á, còn đi ra thì đụng ai nó chửi nấy, đi chợ bươi gác bươi đồ, đụng ai nó chửi nấy, gã ai nói nó chửi rồi nó đổ đầu à, đổ máu rồi, nó đổ đầu đổ máu ai nó biết. À. Không biết đâu. Nóng bức nhà. Đi bán. Cái này là cái gì? Cái lều này là cái gì đây cô? Cái này có thằng con thứ ba đó, nó che nó ở đó rồi. Chà, tính là ra đây ở một mình nhá hả? Có vợ hai đứa con. Mà vợ bị bại não. Vâng, mấy hai đứa con ở ngoài này. Nó ở đâu đâu cái gì nó ở làm. À, trời. Cũng như cái dành đất đó cậu ơi. À, dành. Có nghĩa là để đây làm cái phòng này lâu lâu về đây ở lần đúng không? Lâu về ở làm. Vẫn vào đây ngủ được hả? À, là ở gần đây không cô? Dạ. Cô anh chị ở gần đây không? Nó lâu lâu nó việc làm thôi. Dạ. Con thấy củi nhà mình nhiều quá cô. Đốt khi nào xài, khi nào mà hết củi rồi. Ăn mang về tiếp, đừng có mang về nữa. Dạ. Mình ta cho đó qua đỡ rồi để chậm cho. Mấy cả cái chỗ giường ngủ này cô, con thấy 4 người ngủ ở trong này nhưng mà nó dơ quá cô ạ. Này, trong cái giường này con thấy. Cái đó dở ra nó sập hết hơn. Con biết là rõ là nó sập rồi nhưng mà có nghĩa là thà mình nằm dưới nền đất còn hơn là mình nằm trên mấy cái nệm này. Mấy cái nệm này con thấy chảy nước hết rồi, nó đen hết rồi. Không có cái nệm này thì lộn đó cậu ơi. Rồi mai giải rồi đó, mai là đắp lên ngủ. Trời ơi, có ai mà ngủ kiểu này không trời? Không có tiền cho mua. Nó mần đó rồi nó vô điện được cái mần. Từ từ nó mần, nó sắm cái đó. Là tối là 4 người nằm ở đây ngủ luôn đúng không cô?
Nằm ở đó ra đây ra bốn người đó. Bốn người. Nằm đó ngủ. Trời, cái chỗ ngủ ở đây có tưởng tượng đâu nổi đâu đâu. Nằm phải là cái chỗ để ngủ. Ăn no bụng thôi. Ăn no bụng thì thôi. Sao vậy đâu có tiền. Ăn no bụng có chỗ nằm là được rồi đúng không? Không thấy là đồ ăn đồ uống ăn xuống xong cũng để cũng không biết bao giờ cho nó. Cái này thì lụm nó đi đánh số đó. Dạ. Yeah. Thấy rồi nó điện ai nó lên lụm trong vớt đi chứ chặt yeah. Ở dưới cũng mấy bát rồi cho mấy bát rồi kê chụp lum hết rồi. Dạ. Vậy nói chung cái này mà dọn giờ cũng phải cả tháng mới xong á. Dọn kêu chồng dẹp dọn chừng bữa một chúng bài ra còn lum hết rồi. Không biết là đồ nó nhiều không? Đồ thì ai cho cái gì nó tiếc rồi bỏ đó là bỏ uống. Chắc phải dọn đi cho nó sạch sẽ. Ngủ đi, ngủ không? Ngủ đi con. Thì hôm nay con ghé thăm nhà cô á. Thì con thấy cái hoàn cảnh nhà mình thì nó cũng hơi khó khăn một tí, nhưng mà nếu mà cố gắng mà làm ăn á thì nó cũng không đến nỗi nào. Dạ. Tại con thấy là có hai người con cũng lớn này. Dạ. Rồi cô thì lớn tuổi tí thì không làm được cái gì thì ở nhà đó mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ, ví dụ dạ. Nhà cửa này. Cao cái áp hoài thôi. Rồi bắt đầu thằng hoài cho nó làm gì làm thôi. Dạ, rồi cái nhà cái cửa cái củi á mình đừng có chất xung quanh nhà nhiều quá, lỡ máy nó hỏa hoạn là giống nó là một cái ngọn đuốc nó thiêu cái nhà mình nhá. Đâu có chất đâu, không chất đó. Đó con thấy dài từ trong nhà ra đến ngoài cửa luôn. Đó. Cho nên là bây giờ là tốt nhất là ví dụ như thế là hai em ấy đi làm thì cô ở nhà nếu cô dọn dẹp được cái gì dọn dẹp cho sạch sẽ, đi quần áo không xài thì chất bỏ bì mang đi đốt. Dạ. Hoặc ở trong nhà này con thấy là giống kiểu là nó chỗ nào mà chất được cái gì là cũng chất thôi chứ không có chừa lại một cái gì hết. Em này thì nó còn nhỏ nó bị bệnh thì cũng phải chịu rồi, nhưng mà ví dụ như cô cùng hai người con á. Dạ. Thì ví dụ như thế là mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ, ví dụ cái môi trường mình sống cho nó gọi là con thấy nó như thế này á. À, nó bẩn là thôi là mình đã đủ mệt rồi. Nó bẩn là mình đã mang bệnh rồi đó. Ôi nó quậy quá cậu ơi. Mình dọn mình ném mình bỏ đi chứ bây giờ làm sao để vậy được. Nó kéo vô nó hồi để cho nó, hồi kệ để luôn. Nó đem đốt nó. Thấy nhà gọi là từ trong ra đến ngoài là ngập, gọi là nó chất đủ thứ trò ở trong nhà luôn. Ba cái đó lộn về nó bỏ ra tầm lum không có cái gì mà xài được thì hắn xài mà không xài được thì lấy làm gì không biết mấy cái này. Cái chổng này á thì mới lần ba nó làm đây nè. À. Ba nó bẩn rồi nó chất tầm lum hết. Con thấy này, gọi là cái gì mà xài được hoặc cái gì mà có thể mang được về nhà là người ta ném đi là mình mang về này. Cái này thì cô thằng nhỏ đó, cái nó sửa điện chưa rồi. Máy nhà, máy cửa này. Cho đi học. Thôi thì bây giờ con tới con chỉ gọi là thăm cô cũng như thể là khuyên cô vậy thôi. Dạ. Còn thì con cũng có một món quà gọi là cái to, gọi là có chút tiền. Dạ. Thì con cũng biếu cô, biếu riêng cô. Dạ. Đó, biếu riêng cô hoặc con mua đồ ăn, đồ uống cho em hoặc là ví dụ như thế là muốn mua gì thì mua. Đấy con gửi cho cô 500. Tính, dạ, tính để cho cô mua cho em 20 đồ mà chưa có đi được. Bây giờ không cái này là riêng cô. Cái này là để cho riêng cô đó. Dạ. Ví dụ cô mua đồ ăn đồ uống hay là ví dụ như thế là để dành hay làm gì thì làm. Dạ. Mua thuốc mua men gì đó. Thì ý là con chỉ muốn là ví dụ như thế mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ đi để mình sống cho nó sạch sẽ thôi. Dạ. Chứ con thấy mà nó nằm ở trong cái góc này mà nó nhà đã nhỏ, đã chật, đã đông người mà lại cũng để nhiều thứ quá, nó không còn cái chỗ nào để mà nó ngồi nữa, ruồi muỗi rắn rết rồi là cóc nhái rồi con thấy là đủ thứ luôn á. Được rồi. À, mình vừa mới vào thăm căn nhà của cái cô đây. Mình thấy đi từ trong ra ngoài, đi từ trên xuống dưới, đi từ trước ra sau. Mình thấy hắn ở gọi là nó như rồi là không khác gì người rừng các bạn. Nhà ba bốn người nhưng mà nhà thì bên trong nói chung là đồ ăn đồ uống để cho hư hôi thối rồi cũng như gọi là không khác gì gọi là một gia đình của một người rừng sinh sống các bạn. Bạn thấy không tưởng tượng nổi mà đi từ trong ra ngoài mình ói liên tục, thực sự là mình chịu không nổi luôn những cái mùi ở trong đây. Nói không phải là mình có nhiều bạn này vô nói bảo là mình nói theo kiểu là khinh người mới khinh thường nó kia, nhưng mà do có như thế nào mình nói như thế. Mình nói như thế để cho các bạn cảm nhận được nó như thế nào. Chứ mình không có ý mà mình khinh thường hay như thế nào hết. Ý là mình chỉ muốn nhấn mạnh để cho mọi người thấy là cái gọi là nó cái môi trường sống nó cực kỳ là nó. Nếu thực sự nếu mà mình thấy rằng cô cũng như hai em thì có một em nó chỉ bị bệnh tâm thần cũng là cũng hơi nhẹ thôi. Nhưng mà sống như thế này thì mình thấy khác gì đâu người rừng đâu.
không khác gì người đường. Đồ ăn, đồ uống, chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tắm các bạn thấy là chỉ gọi là đủ no cái bụng và có chỗ để nằm thôi, còn mọi chuyện là không cần quan tâm. Đây, các bạn thấy không? Không thể nào tưởng tượng nổi cái chỗ nằm ấy. Cái mền thì nó rách, cái nó nát, cái chỗ này đây nó đen lòm lên lõi, nó dơ, nó bẩn, nó còn đồ ăn, đồ uống thì gọi là để cho nó hư, cho nó thối luôn, không có chỗ nào mà nó thực sự mình đi sâu vào bên trong mình mới thấy là gọi là nó dơ đến cỡ nào các bạn. Thì mình cũng quay lại và giới thiệu về cái hoàn cảnh của cô cũng như hai ba đứa em á. Thấy mình thấy sống vậy là quá sợ lắm, nhìn nhìn thực sự là mình ớn luôn á. Nói không phải là bảo bình thường, bây giờ bạn nào vào đây ngủ cho đêm triệu không dám nằm luôn á. Mình chỉ muốn là ý mình muốn giới thiệu đến mọi người thôi chứ mình không có ý gì khinh bỉ hay là khinh miệt thị gì hết. Rất mong các bạn thông cảm, mình chỉ muốn nhấn mạnh đến cái vấn đề mà ăn ở này các bạn thấy không? Ăn ở chăn nồi xong nồi chén bát. Đấy, đồ ăn này. Đấy, muối mì chính rồi muối nó bu này. Chai lọ này, từ trên xuống dưới nằm từ trước ra sau. Là không còn thấy chỗ nào để mình tả nữa. Rồi bây giờ mình cũng giới thiệu về cái hoàn cảnh của cô cũng như không ăn uống gì hay sao mà ngồi hoài vậy, ngủ hoài vậy hả? Trưa mới ăn hả? Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một cái clip tiếp theo của mình.